Thưa quý vị, chúng ta thấy gì qua câu chuyện Một chú bé đòi đọc Lenin toàn tập? Đầu tiên hết, anh Chi kính mời quý vị lắng nghe chia sẻ của Facebooker Duy Anh Nguyễn. Anh viết, bản thân mình khi còn bé, mình đã rất thích lịch sử. Ngay cái năm mình 7-8 tuổi, lúc đó nhà xuất bản nào đó đã xuất bản cuốn sách lịch sử thế giới trọn bộ hai tập của tác giả Nguyễn Hiến Lê viết từ tận năm 1955-56 rồi mình bỏ ăn quà vặt để dành tiền mua được mỗi cuốn 2 rồi đọc ngấu nghiến. Phải đến năm sau đó thì mình mới mua được cuốn 1 để bổ sung vào những gì mà mình đọc được từ tập 2. Có thể nói đam mê là những gì hình thành từ khi còn nhỏ mà chúng ta không thể định hình được, chỉ thấy thích khi đọc nó và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Nhưng những gì hình thành thuở ấu thơ sẽ đi theo chúng ta dưới dạng định kiến cho đến suốt cuộc đời nếu chúng ta chỉ nghiên cứu theo một cách, theo lối mòn và những gì theo lối mòn sai trái thì rất nguy hiểm để có thể thoát ra. Chủ nghĩa Lenin nếu có thể được gọi đúng thì nó là một thứ thoát thai từ chủ nghĩa Marx và mang tính bạo lực vô nhân tính hơn hẳn so với chủ nghĩa Marx. Nếu chúng ta có thời gian đọc một số tác phẩm của Marx lúc già và Engel khi xây dựng quốc tế đệ nhị để so với những đoạn luận chiến của Lenin, thì chúng ta sẽ thấy gần như Lenin đã đi theo một trường phái độc lập tàn bạo hơn hẳn so với người tiền nhiệm của mình. Hầu như các chính sách của Lenin rất sắc máu. Ông đang áp thẳng tay phái Menshevich và đảng Dân chủ xã hội Nga, là những đảng cũng chống xa hoàng không kém gì Bolshevich. Ông bãi truất bách gia, độc tôn cộng sản, một thứ chủ nghĩa không khác gì những kẻ độc tài bạo chúa hồi cổ đại. Ông chủ trương vây ráp nông dân trong các nông trang khổng lồ và đẩy những kẻ chống đối đi đầy về Siberia. Và cái làm cho Lenin trở thành chúa trong tôn giáo cộng sản chính là việc ông ta đảo ngược nghiên cứu của Marx rằng cách mạng vô sản sẽ xuất hiện ở các nước tiên tiến nhất khi ông chứng minh rằng nó diễn ra ở một nước kém tân tiến nhất trong số các nước đế quốc. Khi mà phương Tây tư bản đang tự mình thực hiện một cuộc cách mạng nhẹ nhàng về xã hội như bảo hiểm, như trợ cấp, như luật chống độc quyền, thì Lenin đã thực hiện một cuộc cách mạng khủng khiếp đào tận gốc trót tận rễ bằng máu và bạo lực. Năm 1920, Lenin thực hiện đường lối chính sách kinh tế mới khi dùng nhiều biện pháp của tư bản cho hàng hóa lưu thông khi đối diện với khủng hoảng và nạn đói. Cụm từ chính sách kinh tế mới nghe rất quen thuộc ở Trung Quốc năm 1978 và ở Việt Nam năm 1986 khi nó chỉ khôi phục lại nền kinh tế lưu thông như xưa mà thôi. Trở lại chuyện cậu bé nọ, mình cảm thấy cậu bé có một đam mê lý thú khi còn ở độ tuổi nhỏ như vậy. Nhưng những gì mà cậu tìm hiểu sẽ chỉ ở mức một chiều, vì đó toàn là những câu chuyện đẹp đẽ tuyệt vời của Lenin. Sẽ thật hay hơn nếu cậu tìm được thêm những tài liệu nói về việc Lenin phải lưu vong sang Thụy Sĩ, được mật vụ Đức tiếp cận đưa về Nga để phá tan nát nước Nga xa hoàng. Hay cậu ta tìm được các tài liệu chứng minh được cái việc Lenin trực tiếp sai người tàn sát toàn bộ gia đình xa hoàng mà không đem ra tòa xét xử. Làm vậy, cậu sẽ hình thành được đầu óc đa chiều, hiểu rằng con người không phải là một ông thánh và chính sách của Lenin gây ra một trong những chủ nghĩa gây tranh cãi nhất trong thế kỷ 20. Việc nghiên cứu kỹ một tác phẩm không hẳn là một điều quá tồi tệ. Có khả năng cậu bé sẽ thông tuệ và tìm ra được yếu điểm trong các bài chính luận của Lenin như Einstein đã từng phản bác Newton. Hoặc cậu bé sẽ xa lầy, mất khả năng nhận biết điều đúng sai. Nhìn đâu cũng thấy phản động với lý luận của cậu có thể sẽ vươn lên đến chức hiệu trưởng trường đảng sau này cũng không chừng. Đó là góc nhìn của mình, một góc nhìn không quá khắc khe với trẻ nhỏ. Con nít thích nghiên cứu gì thì ba mẹ cứ chiều, nhưng phải định hướng nó mặt ngược lại của vấn đề mà không chắc là gia đình của cháu biết được mặt ngược lại. Thưa quý vị, luật sư Lê Công Định đã mừng đến phát khóc khi nghe nói cậu bé ấy đã đọc xong Lenin toàn tập qua một đoạn viết ngắn như sau. Luật sư viết, năm 17 tuổi vào trường luật, môn đầu tiên phải học là lý luận Mark Lê, về nhà nước và pháp luật. Thầy bắt sinh viên phải nghiền ngẫm quyển kinh nhật tụng của con nhà luật xã hội chủ nghĩa là Nhà nước và cách mạng của Vladimir Lenin. Từ quyển kinh thêm chữ hoàng ở trong dấu ngoặc kép. Từ quyển kinh hoàng đó do tính ham mê đọc sách từ nhỏ lại giữa cảnh thiếu thốn sách chuyên ngành lúc đương thời Tôi vùi đầu đọc Lenin toàn tập 55 quyển dày, mua năm 1986 ở Fahasa với giá 2.000 đồng hữu nghị dành cho cơ quan và cán bộ làm công tác tuyên truyền. Năm 21 tuổi, tốt nghiệp trường luật cũng là năm tôi kết thúc đọc Lenin toàn tập, với ấn tượng trong tâm trí về bản chất phi nhân của chủ nghĩa cộng sản, thể hiện qua ngòi bút, phát ngôn, chủ thuyết và hành động của Lenin. Đó là lý do vài năm sau tôi tự chuyển hóa mình thành kẻ phản động, nguồn từ mà Lenin dùng để gọi những người chống lại sự phi nhân của ông ta và chủ nghĩa cộng sản. Nay, nghe tin một cháu bé 10 tuổi ở Hà Tĩnh bắt đầu đọc Lenin toàn tập, tôi mừng đến phát khóc. Vùng đất cách mạng ấy cuối cùng cũng đã sản sinh ra một lãnh tụ phản động chống lại Lenin từ thiếu thời, hay một vị lạc ma trẻ thơ đã được nhận diện Thưa quý vị, giáo sư Mạc Văn Trang thì viết rằng về cậu bé 10 tuổi quyết tâm đọc hết Lenin toàn tập. Có một bạn hỏi tôi, nhà tâm lý học nghĩ gì về chuyện này? Tôi thấy có mấy điều nên chia sẻ. Xã hội ta thấy có cháu bé ham đọc sách thì vui quá, nhất là sách lịch sử thì lại càng quý vô cùng. Trường hợp của cháu bé này là đặc biệt, cứ coi như là thần đồng về lĩnh vực lịch sử xã hội đi. Nhưng cháu bé 10 tuổi chưa có ý thức đầy đủ về bộ Lenin toàn tập nó đồ sộ như thế nào, nội dung nó chứa đựng những gì và thời gian để đọc nó là bao lâu. Thứ hai là sợ nhất cái chữ quyết tâm. Chữ này có thể người lớn gán cho cháu, đeo vào cổ cháu rồi làm khổ nó. Cháu 10 tuổi chưa có lượng được sức mình đâu. Thấy người lớn bê được hòn đá, hỏi nó có bê được không, nó sẵn sàng bảo được chứ. Nhưng cho nhất thử thì không nhấc nổi. Thấy đám mây trên đỉnh núi cao hiểm trở, rủ nó trèo lên trên đó chui vào đám mây đi, nó cũng sẵn sàng háo hức đi ngay. Nên người đời hay nói là đừng có suối trẻ con ăn cứt gà là vì vậy. Chỉ vì cái chữ quyết tâm lập thành tích phi thường rồi ép cháu nó đọc cho hết 54 quyển sách mà mỗi cuốn thì chừng 500 trang với những nội dung rối bời thì liệu có phải là đầy đọa đứa bé không? hãy chọn cho cháu những cuốn sách bổ ích và lý thú hợp với xu hướng của cháu để phát triển lành mạnh hữu ích. Hơn nữa, cháu mà đọc hết Lenin toàn tập là phạm thượng, dám kinh thường các bác ở Bộ Chính trị và Trung ương đảng ta, vì chắc rằng chưa có bác nào đọc hết được từng ấy sách của Lenin đâu. Thưa quý vị, bác Nguyễn Thông thì viết rằng, Thời những năm thập niên 60 ở miền Bắc, người ta hay thấy những tấm ảnh Mao Trạch Đông lúc thì trên họa báo trung quốc bản tiếng việt lúc thì trên báo chí việt và có nhiều bức được in riêng cho dân chúng đem về nhà treo có những bức in trên lụa dệt bằng lụa kỹ nghệ tinh vi do bên tàu làm và chúng cho không thằng em dạy việc không phải thằng em đại việc mà là thằng em dạy việc nhé thưa quý vị để làm gì để theo cái cách nói bây giờ là xâm lăng văn hóa truyền bá tư tưởng mao trạch đông còn sách Mao đó, Tuyền thì đìa đỏ, in nổi hình của Mao, có đủ cỡ, muốn xin bao nhiêu cuốn cũng được. Huy hiệu Mao cũng phát không, đi chăn trâu cũng đeo, có chiếc to bằng cái trôn bác ô tô. Tấm ảnh Mao phổ biến nhất là ảnh y ngồi trước tủ sách, dễ đến hàng nghìn cuốn sách, hàng hàng lớp lớp ngay ngắn, đều chẳng chặn, cuốn nào cuốn nấy dày cỡ hai ba đốt ngón tay chủ yếu sách kinh điển của mark lenin và nhất là toàn tập lenin trước tiên trong đó có cả trước tác của mao nữa phô trương cái tấm ảnh đó bọn tàu cộng nó muốn chứng minh mao là nhà lãnh đạo có học vấn trung thành với chủ nghĩa mark lenin kiên quyết chống chủ nghĩa xét lại những đàn em như việt nam albania cần tuyệt đối trung thành với mao người cầm lái vĩ đại thì cũng như trung thành với mark lenin vậy Ông Huy, anh họ tôi, coi cái ảnh xong, cười bảo nó lòe đấy, đọc thế méo nào mà được. Ai đọc thì còn có thể tin chứ tay Mao này mà đọc nổi gì. Bắt trước Mao, ở An Nam cũng có nhiều ông cứ lên ảnh là phải ngồi trước cái sách kinh điển Mark Lenin cơ. Có lúc còn ra vẻ chăm chú đọc toàn tập Lenin. Lên báo nhân dân tuyên bố không có lý luận thì không có phong trào cách mạng. Đúng như Lenin phán cả xã hội tôn thờ lý luận, lấy lý luận làm cần câu cơm, làm thang leo lên trốn vinh thân phì gia, thành ông nọ bà kia, có lẽ từ cái độ ấy. Đúng là kiếp nạn cho dân và nước này. Bây giờ đọc báo, nghe có nhà kia ở Hà Tĩnh, thằng con mới 10 tuổi, học lớp 5, nhưng đang lập thành tích đọc xong toàn bộ bộ Lenin toàn tập. Tôi nghĩ mà đau lòng quá. Thời này là thời nào mà vẫn còn mông muội như thế? Cũng chả trách thằng bé, chỉ là bố mẹ nó bảo sao lại để cho nó uổng phí thời gian vào cái thứ độc hại vô bổ. Và buồn cười, cái nhà ấy tới bây giờ mà vẫn còn Lenin toàn tập thì cũng đủ biết họ là người như thế nào rồi. Còn những ông bà kỉnh cựu và kỉnh đương định bắt trước Lenin ra cái tuyển tập, tổng tập, toàn tập thì hãy nghĩ tới lúc mà nó được nhóm lò chứ cũng không thèm đem đi gói xôi đâu nhé hãy cho tôi biết sách trong nhà anh là sách gì tôi sẽ nói anh là người như thế nào quý vị có dự định đọc lenin toàn tập hay không anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau